Vâng, em xin chào các bác. Em test của con loa Bose Dock 1. Dock 1 nó xài Bluetooth nha các bác. Em đang test qua Bluetooth này. Tiếng của dòng này rất là ok. Bass uy lực. Đó, em bao zin nha. Nó xài adapter của nó là điện 100 đến 240 này các bác. Đó. Nên các bác cứ đánh thoải mái nha. Hàng này là hàng của Mexico. Em lật tem lên cho các bác xem này. Đó, hàng của Mexico là ở phía dưới. Bosone Dock. Dòng này là dòng đời đầu. Tiếng rất là ok các bác. Em test một đoạn nhạc cho các bác nha. Em bán nguyên bộ gồm loa, adapter và cục Bluetooth là 1 triệu rưỡi nha các bác. 1 triệu 500 nghìn đồng. Bác nào cần cứ liên hệ giùm em nha.